con đen này đã cắn rồi này. Ui, chảy mất tiêu rồi. Chưa kịp luôn, rất nhanh và rất hiểm. Đem đầu tiên, một con đầu tiên trong buổi câu các bạn ơi. Đầu tiên là một con cá màu trắng. Ơi khó thế cả cần. Ui ui các bạn ơi, mình vừa ra được con rùa này. Ui, to chả bá lửa luôn, nuốt luôn các bạn. Những cái con rùa đá này ăn thịt của nó cực thơm và ngon mọi người ạ. Không biết là quê hay là chỗ các bạn có cái con rùa này không, chỗ mình con này ăn thịt thơm ngon lắm đây các bạn. Ăn thịt cái con rô đá này các bạn ạ. Nó thơm ngon y như thịt con rô phị rô đồng ấy. Thơm ngon mà nó chắc lắm. Thịt nó chắc lắm các bạn. Người ta gọi là con rô biển đấy mọi người. Có cái bụi 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 cỏ bụi gai gì ở dưới ấy. Cứ vài phát là phát lại mắc mắc như cơm bữa mặc quá khách để câu. Đây. Giật không trúng là nó lại mắc đấy. Ui con gì đây nhé. Ui giật con này, giật bụi tre các bạn ạ. Cứ tưởng con gì to chứ. Rồi ù đâm ra vào thuyền. To thế. À, đấy là gọi là siêu to khổng lồ. Con gì nó dậy ngoạch ngay khi to thế. Thế cần câu đen của mình là không làm việc luôn. Làm cần câu tre cho nó khỏe các bạn. Đấy. Chạy ù ù như thế. Đấy, được em này các bạn ơi. Về mổ đi, đánh vẩy sạch đi. Kho, cái loại này kho rất ngon các bạn ạ. Kho cho ít tương mà nó chắc thịt lắm.
ăn thịt rắn đen. Kho tương là ngon tuyệt vời luôn. Rắn thì nó vừa chắc vừa thơm. Cá ăn rất không kịp. Giật và cắn ngay mọi người. Máu thế chứ. Máu thế chứ này. Ui dồi. Câu cái rô này ở đây rất là thích luôn các bạn ạ. Y như là rô ấy luôn. Y như là rô rô đồng luôn. Mình về ăn thịt của nó rất là sướng luôn. Cái câu thế này cũng phê chứ. Đấy, 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 đấy. Đấy, đấy, đấy chua. Bảo không? Đánh phát ra nó căng ngay thôi. Liên tục luôn mà. Như trong ao nhà mình luôn đấy. Không phải nói dối các bạn đâu. Đánh lại cái con mồi này thôi chứ. Bây giờ mình lại đọc tiếp nhé. Thế thì lạ. Đọc tiếp này. Các bác xem. Đấy, thấy chưa? Ăn ngay. Đấy, 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 đấy. Báo không? Nhiều hôm đi câu ao còn ngồi dài cổ ra chưa cắn đâu. Nhưng mà câu ở suối là thế này đấy. Đã chìm, đã chìm, đã chìm. Đã chìm, chìm. Chìm đấy. Thấy chưa? Liên tục chưa? Thấy mà.
Đấy, không kịp cái gì cái này nó lại ăn này. Đầy gió ơi, còn gì, ôi trời ơi. Con rô phi các bạn ơi. Bây giờ mới gặp con rô phi, vừa lại gặp một con nhỏ nhỏ. Bây giờ mới gặp con này. Nhiều cá đã chết rồi các bạn ơi. Đây các bạn ơi, từ nãy giờ mình làm sơ sơ đứng đây này các bạn. Trên này này. Đây các bạn ạ. Trên kia đây kìa. Thank you.